Em ơi, cái dòng xe này nó hốc bao nhiêu lít xăng trên 100 cây em? Nhưng mà sao xe sang mà anh cứ hỏi xăng ấy nhỉ? Ôi thì phải hỏi xăng ăn bao nhiêu lít trên 100 cây nhỉ? Nhưng mà chính xác mà nhà em mà đã là chơi xe sang rồi mà bác nào mà hỏi anh xăng là khả năng không mua được xe nhà em luôn. Thì cái con này nó không ăn xăng sao? Có ăn xăng nhưng mà nó là hốc xăng. À, vâng. Nhưng con này nó hốc nhiều không? Con này của em là hốc nhiều ấy, ngốn ấy. Nó phải trên 15 lít. Ui dồi, thì 15 lít cả. Đúng rồi, trên 15 lít. Bao nhiêu? Xe của em là được sản xuất năm 2008. 2008 à? Chơi Cayenne anh ạ. À. Đấy, nghe cái tên là biết là xe tiền tỷ rồi. Ủa, xe tiền tỷ cơ à? Xe tiền tỷ, mới mấy tỷ đấy. 2008 mà vẫn tiền tỷ. 2008 đâu, của em bây giờ bán chỉ có 450 triệu thôi. À. Đấy. À nghe, mẫu xe này là lúc mới là tiền tỷ đúng không? Đúng rồi, tiền tỷ, bây giờ có 450 triệu. 450 triệu à? Vâng, xe còn rất đẹp nhá, mọi chi tiết hoạt động hoàn toàn tốt luôn. Đúng rồi. Ui, mà cái xong mẫu xe này em mà động cơ mấy chấm nhỉ? Động cơ của nó là 4.8 anh ạ. Ui, 4.8 thì chắc là chắc phải tầm 48 lít chứ không phải là... Nhưng mà em đã bảo ngay từ đầu rồi, bác nào mà đã đi xe sang thì mà để ý đến xăng thì khả năng là không mua được xe sang luôn anh ạ. Porsche Cayenne 2008 à? 2008, màu lướt sơn màu xanh carbonside rất đẹp luôn. Porsche này. Biển Hà Lộ. Đúng rồi. Xăng hốc 48 lít trên 100 cây. Sợ nhỉ. Trên 15 lít thôi, 48 lít thì có mà chết, vẫn lọ. Xe này. Anh ơi, nội thất thì nguyên bản nhá. Từ đời năm 2008 mà mọi chi tiết còn rất là đẹp luôn. 450 triệu à? Đúng rồi, 450 triệu. Giá này mình bao hồ sơ vận chuyển nhỉ không nhỉ? Có anh nhá. Bác nào quan tâm và thiện chí cứ alo cho em sẽ tư vấn rõ hơn. Nhưng mà chạy dòng này nó có sướng không? Tất nhiên. Ôi dồi ôi, phải nói là cực kỳ đẳng cấp luôn anh ạ. Đẳng cấp à? Vâng. Porsche Cayenne bản 4.8. Bản 4.8. Đời 2008. Đời 2008. 450 triệu. 450 triệu. À, cốp có điện rất đầy đủ. Cốp điện đầy đủ. Đó, xem nào, để em xem ngắm cái đi xe nào. Đây anh ơi. Thì nó mượt mà phết nhỉ. Porsche Cayenne này, GT, GTS. Nhưng mà phải nói là dòng này hốc nhưng mà nhìn form nó vẫn ok đấy. Quá ok. Giá con này đáng kể tầm 200 là chốt vào việc là hợp lý. Thôi, 200 thì khả năng anh mua i10 đi, Mô Linh đi. À thế à?